Nữ vận động viên Trung Quốc gây sốt khi review ẩm thực Việt Nam đến netizen, phở, nem, cà phê đều tuyệt. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Tôi đến Việt Nam làm hướng dẫn viên ẩm thực cho các bạn". Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Chơi bóng chuyền thật tuyệt vời, bạn không cần phải ăn gì để giảm cân. Bạn ơi, ở đó có nhiều món ngon hơn. Bạn có thể ăn một cách tự tin và táo bạo. Tại sao tôi lại cảm thấy đồ ăn của họ giống người Quảng Đông chúng ta, giống như thịt gà cắt miếng nhỉ? Đúng rồi bạn, màu sắc và đồ ăn thực sự không khác gì các nhà hàng Quảng Đông. Tôi nghĩ món ăn Việt Nam rất ngon. Trước đây cả miền Bắc Việt Nam và Quảng Đông đều là Bách Việt. Hình ảnh này về cơ bản giống với các món ăn trong nhà hàng Quảng Đông. Tôi cảm thấy thời gian đến Việt Nam, tôi trông hơi giống người Việt Nam. Không, người dân nước lớn không thể tới đó trở thành man di được. Cà phê Việt Nam có thể nói là đáng đồng tiền bát gạo nhất thế giới, ngay cả cà phê hòa tan G7 cũng có hương vị thơm ngon. Chúng ngọt và cũng có loại ít đường. Tôi luôn cho rằng, các vận động viên cấp quốc gia phải kiểm soát chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt, sợ rằng thực phẩm bên ngoài có thể chứa chất kích thích hoặc thứ gì đó tương tự. Về mặt cảm xúc thì không phải vậy. Không có xét nghiệm nước tiểu ở các giải đấu nước ngoài. Cảm ơn bạn, tôi hiểu rồi. Đại ca, nghe nói chuột nướng bên đó rất nổi tiếng, lúc khác chúng ta ăn nhé. Ôi má ơi! Yêu cầu họ phục vụ cho bạn một bữa ăn gồm thịt trắng hầm dưa cải, gà hầm nấm, thịt nồi và thịt heo hầm bún. Nước điếu của thùng thuốc là Việt Nam có mùi gì vậy? Hỏi người dân Quảng Tây sẽ biết, khói còn khủng khiếp hơn loại của Tứ Xuyên nữa. Tại sao lại hỏi người Quảng Tây? Tại sao 20 năm trước 7-8 chàng trai Quảng Tây lại hút thuốc trong nhà máy gạch Quảng Đông? Nó là mùi hôi của hàng trăm mẩu thuốc lá gộp lại. Đó là một mùi cực mạnh. Bạn có thể ngửi thấy nó rất mạnh trong mũi từ khoảng cách 2 mét, và nó vẫn ở đó một lúc. Nó rất đáng sợ. Bạn ơi, bạn có định kiểm tra thông tin không? Đến nghe sứ giả kể chuyện, nhìn thấy đồ ăn, bỗng nhiên lại muốn ăn. Chào mừng đến Việt Nam, đồng bào Trung Quốc. Khi nào cuộc thi diễn ra? Tôi sẽ cổ vũ bạn, phía chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn người Trung Quốc phải đi cổ vũ và ủng hộ cô ấy. Đi và cho bạn một ít đồ ăn nhẹ và trái cây. Chị Lưu, thầy đã thử món mì gà và nem chua Việt Nam chưa? Chả giò Việt Nam rất ngon. Nhìn chị ăn ngon quá chị ơi. Vận động viên Việt Nam cũng ăn nhiều thịt nhỉ. Tốt hơn Thổ Nhĩ Kỳ nhiều. Tối qua bạn có lọt vào trận chung kết không? Tôi không để ý. Đại ca, 300 triệu có đủ ăn cái này không? Dù là cả đội nhưng vẫn đảm bảo. Cuộc sống bên đó rất tốt. Thành thật mà nói thì kiểu ăn kiêng nhẹ nhàng này rất hợp với tôi. Cà phê Việt Nam ngon lắm. Cảm giác như chị cả của tôi đang đi nghỉ ý nhỉ. Sẽ có nhiều tiền hơn để kiếm được từ việc ăn uống và phát xong trực tiếp. Chị ơi, đồ ăn của chị ngon quá. Chị ơi, chị ăn ngon mỗi ngày mà sao không béo? Việc tập luyện của tôi tiêu tốn rất nhiều calo. Tôi thích thái độ của bạn đối với công việc và cuộc sống. Tôi nghĩ món ăn Việt Nam khá ngon. Vận động viên Việt Nam có thể ra ngoài ăn thịt tùy ý. Chị tôi làm đội trưởng. Ha ha, bạn đang húp gì với cây gậy dài đó vậy? Nó sẽ tương tự như Hooka ở Vân Nam. Xô thuốc lào đó. Đừng để những gen tốt như vậy bị lãng phí. Thế hệ tiếp theo của Lưu phải nắm bắt thời cơ. Tốt lắm, bạn là đồng hương. Cô gái Đông Bắc mạnh mẽ. Món ăn ở giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp Việt Nam quá bình dân. Tôi ăn vào rất khỏe mạnh nhé. Bạn trông đẹp hơn khi không trang điểm. Cô ấy có vẻ đẹp tự nhiên. Hãy vui vẻ, giữ tâm thanh tịnh và bình tĩnh, luôn chú ý, và được an toàn suôn sẻ nhé. Tôi rất muốn bạn tham gia đội bóng chuyền nữ Phúc Kiến. Đội bóng chuyền nữ Phúc Kiến thiếu góc tuyển thủ tốt. Còn tôi đã sống ở Thái Lan, được 7 năm và tôi thực sự không thích đồ ăn của họ, đặc biệt là món mì này, nhưng tôi luộc nó với nước nóng và ăn trực tiếp, thì không thể chấp nhận được. Bạn đã thử sữa chua Việt Nam chưa? Ha ha, tôi chưa từng ăn nhưng tôi đã thử món sầu riêng. Thì ra họ cũng dùng đũa. Chơi vui quá chị ơi. Sẽ không lâu nữa bạn sẽ học được tiếng Việt thôi. Hãy là một tuyển thủ tự do và được tự do. Fan cuồng nhất của bạn, tôi muốn thấy bạn mặc váy cưới. Đồ ăn Việt Nam rất hợp khẩu vị của tôi, ngon gấp 10.086 lần đồ ăn Ấn Độ. Trong đó có một vận động viên bóng chuyền nữ Việt Nam xinh gái. Bạn mặc chiếc áo khoác rất Việt Nam. Làm thế nào để xem trận đấu của Gia Lưu? Chị Lưu đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam. Tại sao không phát sóng trực tiếp trận đấu? Tôi xem ở đâu? Đáng lẽ ở Việt Nam không có bão phải không? Market vừa mới trôi qua được vài ngày thôi. Giống như vừa cạo râu xong vào mùa hè vậy. Khả năng tiếp cận món ăn địa phương tốt.
Chị ơi, chị đăng loại công nghệ cao nào để phổ biến khoa học cho mọi người vậy? Nó giúp thư giãn cơ bắp một cách sâu sắc. Tôi sử dụng nó hàng ngày sau khi tập luyện. Hãy chú ý hơn đến sự an toàn khi ra nước ngoài và bảo vệ chính mình. Chúc các em đi kiếm tiền ở nước ngoài bình an hạnh phúc. Lương hàng năm vài tỷ mất. Cô ấy đơn giản là một blogger ẩm thực tuyệt vời. Bạn hóa thân thành mukbang, blogger rồi. Khi nào bạn ăn thằn lằn mời tôi nhé. Món ăn Việt Nam giống món ăn trong nước nhỉ? Giống nhưng món ăn ở đây khỏe mạnh hơn cho cơ thể. Thật bất ngờ. Chị đi chơi vui vẻ nhé. Bạn trở thành một mukbang từ khi nào thế? Chị mua sầu riêng cho fan ăn nhé. Tôi không thấy bán ở đây. Cậu bé đang nói ở giữa cũng đang chơi bóng chuyền phải không? Đồng đội của tôi đó. Hóa ra cô ấy là con gái. Một cô gái to lớn như vậy phải ăn 10kg thức ăn một ngày. Nếu không kiểm soát chế độ ăn uống, bạn có tăng cân không? Cuộc sống của chị cả khá nhiều màu sắc. Nền kinh tế Việt Nam cũng đang được cải thiện thời gian gần đây. Còn tôi thực sự không thể chấp nhận được món ăn Việt Nam. Món ăn Việt Nam không thể hiện công nghệ hay sự chăm chỉ. Tôi nghi ngờ bạn sang Việt Nam chơi bóng để kiếm đồ ăn. Nếu bạn ăn như thế này mỗi ngày, bạn vẫn có thể chơi bóng chứ. Bóng chuyền Việt Nam không mạnh bằng đội Thiên Tân của chúng ta. Chị ơi, đừng làm mình béo lên nhé. Càng ăn nhiều tôi càng gầy đi và tập luyện rất nhiều. Chị ơi, sau khi giải nghệ hãy gia nhập làng giải trí. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy là đỉnh cao. Chị ơi, em muốn thấy chị ăn ốc ở Việt Nam. Thỏ đuôi dài, giải cay, tiểu hổ chị đã nếm chưa? Ưu điểm lớn nhất là bạn có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn mà không lo tăng cân. Nhân tiện, chị Lưu Gia Nhan, chị đã đến nhiều nước như vậy, chị nghĩ nước nào có đồ ăn ngon nhất? Việt Nam có phong cách Quảng Đông và Quảng Tây. Phở bò Việt Nam khá ngon, có nhiều thịt bò. Món ăn Việt Nam nhìn ngon quá. Việt Nam có 3 thứ ngon nhất, thịt gà, cà phê đá và phở. Đặc biệt là các loại gà đều rất ngon. Từ các bình luận của netizen Trung Quốc, có thể rút ra một số kết luận thú vị về cách họ nhìn nhận Việt Nam, đặc biệt qua lăng kính ẩm thực và văn hóa. Rất nhiều người bày tỏ sự yêu thích đối với các món ăn Việt Nam như phở, nem, cà phê G7 và các món ăn từ thịt gà. Nhiều người nhận xét đồ ăn Việt Nam có phong cách tương tự ẩm thực Quảng Đông, Quảng Tây nhưng lại lành mạnh hơn. Họ ấn tượng với cách dùng đũa trong bữa ăn và sự đơn giản, tự nhiên trong phong cách sống. Các món ăn độc lạ như chuột nướng hoặc thuốc lào cũng gây tò mò, nhưng đi kèm sự bất ngờ là sự hài hước. Một số netizen nhắc đến sự tương đồng văn hóa giữa miền Bắc Việt Nam và các vùng Bách Việt xưa như Quảng Đông, Quảng Tây. Họ cảm nhận cuộc sống ở Việt Nam khá màu sắc, dễ chịu và thoải mái. Cách vận động viên chia sẻ về món ăn khiến netizen cảm nhận rõ sự thú vị, gần gũi trong đời sống thường nhật ở Việt Nam. Nhiều bình luận thể hiện sự hài hước khi đề cập đến chuyện ăn uống, chơi bóng và cuộc sống ở Việt Nam. Đồng thời, họ cũng gửi gắm nhiều lời động viên, chúc vui vẻ và bày tỏ mong muốn được khám phá thêm về Việt Nam. Netizen Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam với sự tò mò tích cực và yêu thích, đặc biệt với ẩm thực đa dạng và văn hóa gần gũi. Họ cho rằng Việt Nam vừa thân thiện, vừa có sức hấp dẫn riêng mà họ muốn khám phá sâu hơn.